Ok, chào bạn. Mở đầu này mình sẽ thi đấu đối thủ Australia, nơi mà đang bùng phát dịch Covid-19. Đối thủ Elo bằng khít nhau. Ai mà win ván này thì sẽ lên 2.000. Chắc các bạn thắc mắc là mình đã lên 2.000 rồi, nhưng mà lên rồi nó lại xuống, xuống rồi lại lên. Hậu. Ok, như vậy là đây là những nước đánh như trong sách nhập thành. Chúng ta thấy quân tượng ở đây sẽ kiểm soát đường chéo này, và nếu trắng đưa mã đi phát là ăn luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đánh thế nào đây? Đây, tốt xuống có lẽ không phải nữa lựa chọn. Ok, mình sẽ phát triển mã rồi sẽ đưa mã lên E4 và mã này sẽ đưa lên F6. Ra xe. Rồi. Bây giờ trắng chạy mã này thì mình sẽ đổi luôn tượng. Quân tượng phòng thủ cho cánh vua. Cũng lên tượng. Đây chúng ta sẽ lên một nước hay lên hai nước? Ok, mình sẽ lên một nước thôi. Lên hai nước cũng được, nhưng mà thôi đấy, lên một nước vì trắng có thể đưa xe ra. Bây giờ ok, mình sẽ chạy hậu khỏi cột D này, sau đó sẽ đưa xe ra. Đối thủ Australia. Xe ra D8 và xe này sẽ ra C8 về tượng. Về tượng. Có thể là đẩy tốt lên và đưa tượng lên B2. Okay, mình cũng không quan tâm lắm. Đây mình cứ đưa xe ra D1 ạ, D8 đó. Lên tốt. Đúng rồi, như vậy, trắng muốn đưa tượng lên B2. Nước sau sẽ là mình sẽ đưa xe ra C8 và tốt có thể đẩy lên C5. Đẩy tốt lên. Cho thấy là trắng vẫn chưa chịu chạy con mã này. Lên tượng. Đúng là như vậy. Lên tượng. Ok, như vậy mình sẽ đuổi hậu và bắt con tốt này. Chúng ta xem trắng sẽ chạy hậu đi đâu. Có thể là về D3. Đúng như vậy, mình sẽ ăn tốt này.
VD3 tại sao mình đoán được? Vì có lẽ trắng muốn đưa mã lên đây để tấn công tốt ở H7. Ra xe. Ra xe. Ok, mình sẽ đẩy tốt để giữ tượng. Về mã đuổi tượng. Nếu về tượng đây thì trắng sẽ đẩy tốt lên. Ok, mình sẽ đẩy tốt này lên. Như vậy là mã vẫn giữ được tốt này, may quá trắng không ăn, trắng không lấy tượng ăn tốt này. Ra xe đổi xe. Ok, ở đây chúng ta thấy là đây là cột mở. Chúng ta có hai cột mở thì cột này mã mình đã chặn lại rồi. Trắng là muốn chiếm lại cột D nhưng mà mình sẽ không để cho trắng ăn. Nếu đưa mã lên đây thì sao? Trắng về tượng. Về đây thì mình sẽ đưa mã lên đây bắt xe, còn nếu về đây thì sao? Tượng mình sẽ ăn tốt này nhưng mà vẫn chưa làm gì được. Ăn xe bây giờ thì sao? Ok. Đây mình đuổi tượng. Trắng lùi về đây thì rõ ràng mình sẽ đưa ra bắt một trong hai xe. À như vậy chúng ta thấy là trắng đã ăn trước rồi. Ra tượng. Cờ hòa. Ở đây trắng ăn thì mình sẽ lấy man về và sẽ giữ được tốt này. Còn đâu xe ăn tốt này thì tượng ăn và xe sẽ bắt được hơn một tốt. Chúng mình vẫn hơn được một tốt. Đổi xe. Có thể bắt buộc phải đổi rồi. Mình sẽ mang vua ra bắt tốt này. Có thể đẩy tốt xuống. Nếu ăn thì rõ ràng là mình có tốt thông rồi. Như vậy là lên vua để giữ. Ok, như vậy là mình đã tạo thành hàng rào để ngăn cho vua trắng xâm nhập. Bây giờ mình sẽ sử dụng lợi thế của bốn quân tốt này để tạo tốt thông với ba quân tốt của trắng. Lên tốt. Ok, giờ mình sẽ xếp ở tốt ở ô đen trước để tránh sự tấn công của tượng trắng. Lên tượng. Ok, bây giờ nước tiếp theo sẽ là F5 để tạo tốt thông. Vẫn kết cái nước về mã này để
tránh cho vua trắng đi lên. Xuống tượng. Lên vua. Giờ làm sao dìu được con tốt này, phong hậu là thắng. Ở đây mình có thể đưa đưa mã lên, đưa mã đây. Chưa được, phải chặn được con mã này, dùng con mã này chặn cái đường đứng ở đô này, chặn đường tượng thì tốt mới phong hậu được. Về vua. Về vua. Chúng ta tính một chút, xuống vua đây. Trắng có thể vào đây. Xuống tiếp đây. Vào đây. Chiếu. Có vẻ ổn đấy. Okay, mình nghĩ nước này có vẻ ổn. Giờ mình sẽ sử dụng quân mã này đưa lên để giúp cho tốt phong hậu. Về tượng. Lên vua. Đẩy tốt xuống tượng ăn, vua ăn sang. Trắng sẽ xuống vua đây. Mình về mã đây. Lên đây. Xuống. Đuổi tượng xem sao. Giờ chúng ta đánh phải cũng phải cẩn thận. Lên vua. Ở đây thì cơ hội duy nhất của trắng là như vậy là chạy vua rồi. Chạy vua ra bắt tốt này và dùng tốt này để phong hậu. Đây mình sẽ chặn mã vào đây.
để phong hậu về tượng rồi, như vậy là đối thủ đã nhìn ra rồi, khó chịu nhờ. Cờ hòa rồi. Hết cách. Hòa.